Các em có nghe rõ không ạ? Alo. Hôm nay là buổi đầu tiên của cái môn sản, thì cô bắt đầu bài giảng nha. Thì hôm nay các em sẽ học hai bài. Thì cái bài đầu tiên đó là bài khung chậu nữ về phương diện sản khoa. Thì cái phần cái cách học hôm nay đó, thì các em sẽ nghe giảng, sau đó cuối buổi cô sẽ có một cái buổi để cho các em trao đổi và chúng ta bước qua bài thứ hai. Cô xin hỏi là các em đã nhận được cái bài giảng trong tay chưa ạ? Dạ rồi. Rồi hết rồi ha. Vậy chúng ta bắt đầu ha. Hôm nay đó thì chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với cái khung chậu nữ về phương diện sản khoa. Giải phẫu thì các em đã học rồi, thành ra cô chỉ nhấn mạnh những cái phần liên quan tới sản khoa thôi. Thì cái phần này nó hơi khó so với cái chương trình, tức là các em phải nắm vững cái khung chậu, rồi nắm vững những cái vấn đề cơ bản, sau đó thì muốn giỏi về sản khoa thì các em phải nắm những cái phần này để biết được cái thai nó đi qua khung chậu như thế nào. Sau khi học xong bằng bài này thì các em phải nắm bốn mục tiêu. Thứ nhất là hình thể của một khung xương chậu nữ. Thứ hai là kể ra được các đường kính của đại khung và tiểu khung. Đại khung như thế nào, tiểu khung như thế nào thì một chút cô sẽ nhấn mạnh để chúng ta xem. Cái thứ ba nữa, bây giờ mình biết khung chậu thì cái kỹ thuật khám khung chậu trong như thế nào. Và cuối cùng trong cái mục tiêu ngày hôm nay thì mình cũng phải hiểu được cái cấu trúc giải phẫu đáy chậu như thế nào, bởi vì thai nhi sẽ đi qua cái khung chậu và đi tới cái phần đáy chậu. Đầu tiên thì trong cái khung chậu á, thì chúng ta cũng phải nắm được cái cơ chế đẻ. Mà muốn nắm cái cơ chế đẻ như thế nào thì cái khung chậu đầu tiên đó thì chúng ta phải biết được cái cấu trúc giải phẫu của khung xương chậu như thế nào để mà thực hành trong sản khoa nó được vững vàng. Thứ hai là chúng ta phải đánh giá khung chậu như thế nào để tiên đoán cái quá trình chuyển dạ dựa vào cái mối tương quan giữa khung chậu và thai nhi. Và cuối cùng thì ta cũng hiểu rằng khi thai nhi muốn đi ra ngoài thì phải vượt qua một cái ống hình trụ cong của khung xương chậu. Tức là cái khung xương chậu mà thai vượt qua là một cái ống hình trụ cong chứ không phải là một cái ống thẳng. Và khi qua một cái ống hình trụ cong đó thì nó sẽ xoay sẽ như thế nào để mà tạo thành cái cơ chế đẻ. Đầu tiên cô nói đến cái cấu tạo và hình thể của khung xương chậu thì chúng ta biết rằng cái khung xương chậu nó sẽ hợp lại bởi bốn xương. Hai xương cánh chậu ở hai bên, phía sau là xương cùng và dưới là xương cụt. Trong cái xương này nè, khi nó hợp lại như vậy như thế thì nó sẽ nối với nhau bởi những cái khớp, và những cái khớp này nó sẽ tiếp giáp như thế nào thì một chút nữa chúng ta sẽ coi. Đây khung xương chậu ha. Thì hồi nãy cô nói đó là cái khung xương chậu nó sẽ hợp lại bốn xương bởi bốn xương. Thì đây là hai cái xương cánh chậu, một xương nè bên đây đối xứng qua, ở phía sau đó là xương cùng ha, xương cùng đây, khúc dưới này là xương cụt. Thì bốn cái xương này nó họ sẽ hợp lại thành cái khung xương chậu nối với nhau bởi những cái khớp. Đây khớp cùng chậu ha, khớp cùng chậu nè, rồi khớp mu ở phía trước này là cái phần khớp mu. Thì các khớp này đó thì trên cái khung chậu của người phụ nữ đó thì nó là một cái khớp bán động. Bán động có nghĩa là sao? Thì khi có một cái lực tác động đó thì nó có thể có những cái khớp đó, nó sẽ bật ra. Và như thế đó, nhờ nó khớp bán động như thế thì khi cái thai được đẩy xuống đó thì nó tạo thuận lợi cho đầu thai đi qua khung xương chậu. Thì các em biết là cái khung xương chậu như thế này thì thai nó sẽ vượt qua như thế này, qua cái tiểu Dạ cô ơi, lớp em có một vài bạn xin vô á cô, có gì nhờ cô duyệt giùm lớp em ạ? cái gì cơ. À? Dạ lớp em có một vài bạn đang xin vô á cô, có gì cô cho mấy bạn vô giùm em ạ? À?
để cô trở ra, nhưng mà mấy em sao không đi đúng giờ, sao mấy em cứ hẹn là đúng giờ giùm cô nha. Dạ, để lần sau em dặn lớp đúng giờ. Nếu mà trễ giờ nữa là cô không duyệt đó. Dạ, cảm ơn cô. Thấy là cái khung xương chậu nó phải sẽ kết hợp lại với bốn xương, tức là hai bên là xương cánh chậu đây, phía sau đó là xương, phía trên là xương cùng và ở dưới là xương cụt, phía trước này là hợp lại đó, nó tạo thành một cái khớp mu, xương mu nha. Thì các khớp này nè, tức là khớp cùng chậu nè, khớp mu, đây là những cái khớp bán động. Chính nhờ cái tính chất khớp bán động này đó mà khi thai nhi nó vượt qua cái lồng tiểu khung thì nó đi ra ngoài âm môn được, là nhờ cái sự bán động của những cái khớp này tạo thuận lợi để sanh ngã âm đạo. Tuy nhiên một số tài liệu nói rằng cái sự thay đổi mà của cái khớp bán động này sẽ ít đi nếu thai phụ con so hay là lớn tuổi, hoặc là ít vận động khi mang thai. Chính vì những yếu tố này mà khi mà mình tư vấn cho thai phụ á, thì mình khuyên họ là có thể là nên vận động nhẹ nhàng, chứ không phải là chỉ ngồi một yên một chỗ, và như vậy thì nó cũng không tốt. Bây giờ nói về cái khung chậu thì các em thấy rằng như hồi nãy đây là một cái khung chậu, hình này nó sẽ ấn cho các em rõ hơn, đó là xương cánh chậu hai bên đây nè, xương cùng ở trên, xương cụt ở dưới. Thì trong cái khung chậu người ta sẽ chia ra làm hai phần, đại khung và tiểu khung. Mà đại khung với tiểu khung nó sẽ được ranh giới chia ra là bởi cái đường vô danh. Đây, mặt trong khung chậu này mấy em thấy có cái G này, người ta gọi là đường vô danh. Tức là ở trên mấy em nhìn xuống đó, thì cái đường vô danh nó nằm ở mặt trong. Và nó chia khung chậu thành hai phần, phần đại khung là phần ở trên nè, đó phần đại khung, thì ở đây người ta gọi là cái khung chậu giả. Còn ở phía lồng ở dưới này các em nhìn từ trên xuống đó, ví dụ các em nhìn từ ở trên thì thấy rõ ràng là cái phần khung chậu giả nó bọc ở phía ngoài như thế này, còn phần tiểu khung thì nó nằm ở dưới ha, nó nằm ở cái khung ở trong. Và chính cái phần tiểu khung này người ta gọi là cái khung chậu thật, và nó là nơi để cho thai nhi đi qua ngã âm đạo. Bây giờ đầu tiên cô nói đến cái phần đại khung, thì các em biết đó là phần đại khung nó nằm ở phía trên đó, thì nó giúp cho cái quá trình mang thai, lúc nâng đỡ trong quá trình mang thai thì nó bao gồm cái gì? Thành bụng trước ở phía trước, phía sau nó được che chở bởi cái đốt sống thắt lưng, và hai bên là hai hố chậu. Về mặt phương diện sản khoa thì người ta nói rằng đại khung không quan trọng lắm. Tuy nhiên nếu mà đại khung nhỏ thì hoặc là nó có bất thường gì đấy thì sẽ ảnh hưởng đến một phần của tiểu khung. Thì chính do các em thấy cái đại đại khung là cái phần nó thể hiện ra ngoài. Thành ra hồi xưa các ông bà mình nói à muốn con cháu nhiều thì phải lựa cái mông nó to, nó nở đồ này kia thì nữa sanh dễ. Nhưng mà cái đó không phải, do đó cô nhấn mạnh là đại khung không quan trọng.
không quan trọng lắm, nhưng mà nó sẽ liên đới ảnh hưởng. Ví dụ như cái đại khung nó nhỏ quá thì nó kéo theo cái tiểu khung nhỏ thôi. Cái tiểu khung mới là quan trọng trong cái phương diện sản khoa. Bây giờ nhờ nó có một phần liên quan đến cái tiểu khung, do đó các em phải biết qua cái đường kính của đại khung. Mà đường kính của đại khung này đó thì làm sao mình đo được? Do đó người ta sẽ dùng một cái compa Bordelot, thước đo Bordelot để người ta đo. Thì muốn đo cái đại khung, cái này là hồi xưa người ta hay dùng á, tại vì lúc đó đó là các cái phương tiện không có sử dụng, nhưng mà hầu như bây giờ các em biết để mà hồi xưa mấy các bậc tiền bối đó, người ta muốn đánh giá khung chậu thì người ta phải đo thôi, chứ nếu mà ước lượng thì không có đúng. Thì người ta dùng cái thước đo Bordelot để đo. Đây là các cái chỉ số bình thường của cái đường kính đại khung. Nếu nó nằm trong chỉ số này là khung chậu bình thường, là đại khung bình thường, thì người ta sẽ đo đường kính trước sau đi từ cái gai đốt sống thắt lưng thứ năm đến bờ trên xương mu. Thì cái kích thước này đường kính lưỡng gai thì người ta sẽ nói hai gai chậu trước trên, gai chậu trước trên thì các em đã học rồi, nói hai gai chậu đó để đo. Đường kính lưỡng màu thì người ta dựa trên cái màu chậu ở trên đó, người ta sẽ đo hai cái điểm xa nhất. Và đường kính lưỡng ụ đùi thì người ta lấy cái mấu chuyển lớn của xương đùi đó, nối hai cái điểm đó lại thì nó ra cái đường kính của đại khung. Do đó mà khi đo xong đó thì người ta thấy là nếu cái đường kính này nó như cái kích thước mà chuẩn ban đầu đó thì bình thường, nhưng mà nếu mà các em đo cái đường kính ngoài mà nó nhỏ quá thì nó kéo theo đường kính trong, tức là tiểu khung nó cũng hẹp. Một cái đo khung chậu nữa là người ta đo cái đường, cái hành tráng Michaelis. Cái hành tráng này đó thì nếu mà mình đo xong cái số ước lượng mà nó không cân đối hành tráng thì các anh biết rồi, thì nếu mà nó xéo hay là gì thì là khung chậu méo. Đây là cái thước đo Bordelot, người ta gọi là compa Bordelot. Thì các em thấy là người ta sẽ lấy ở gai đốt sống thắt lưng năm với lại cái chỗ sưng mu nè, thì người ta đo đây là đường kính trước sau của đại khung ha. Còn cái này đó là người ta đo lấy từ cái gai chậu trước trên đo, và khi đo như thế đó, thì số đo nó ở trên cái vạch này. Khi nào mấy em đi thực hành có thể thấy cái này, nhìn coi cho biết cái số đo nó sẽ hiện ở trên đây. Còn cái này là người ta đo cái đường kính ngang của eo dưới. Đây đường kính ngang của eo dưới, chỗ này là hai gai tọa, ta đo. Cái hình tráng Michaelis thì người ta lấy là nó có mấy cái điểm đó, là nối bốn điểm. Ví dụ ở trên đó, ví dụ mình đứng ở sau lưng mà sản phụ mình đo thì mình lấy cái móc, lấy cái viết gạch lên đốt sống thắt lưng năm. Hai bên đó là hai gai chậu sau trên, hai gai chậu sau trên làm sao mà lấy được, thì mấy em sẽ ấn ở cái điểm ở phía phía sau đó. Ở phía sau mà khi mà người thai phụ đứng nó sẽ có một cái chỗ hõm vô một chút, cái chỗ hõm vô một chút đó là hai gai chậu sau trên, phía dưới là đỉnh của nếp liên liên mông. Sau khi mình lấy mà cái móc đó xong đó thì mình sẽ nối bốn điểm nó lại nha, thì nó sẽ cho ra cái hình tráng như thế này. Thì đường kính dọc đó, tức là đường kính từ trên xuống dưới, từ L5 mà tới đỉnh của nếp liên mông nó là 11 cm. Rồi hai bên hai gai chậu sau trên các em nói ngang vậy đó là 10 cm. Thì khi mà mấy em nói như thế đó thì cái đường cắt ngang đó phía trên nó sẽ là 4 và ở dưới nó là 7. Nếu mà kết quả mà nó không cân đối đó, thì có nghĩa là khung chậu méo. Bây giờ chúng ta qua cái phần mà quan trọng của thứ hai, đó là tiểu khung. Thì như từ ban đầu cô nói đó, thai có lọt đi qua cái lòng tiểu khung hay không đó thì do các đường kính của tiểu khung quyết định. Do đó các em phải nắm cái đường kính của tiểu khung. Tiểu khung tức là cái khung chậu thật đó, là một cái ống xương hình trụ nhưng mà hơi cong, và cái mặt lõm của nó sẽ quay ra phía trước.
Một chút cô sẽ cho cái hình rồi cô minh họa cho các em coi. Thì cái lòng tiểu khung này nó sẽ có cái giới hạn là thành trước đó, tức là chiều cao của khớp vệ chỉ có 4 cm mà thôi. Nhưng mà cái thành sau của nó đó thì nó dài hơn, gấp 3 lần luôn. Độ dài của xương cùng cụt là 12,5 cm. Còn hai thành bên nó sẽ hẹp dần từ trên xuống dưới, nhất là ở gần gai hông, rồi sau đó nó lại rộng ra. Đây là cái lọng tiểu khung. Các em biết nè, gai đút sống thắt lưng năm ha. Cái này phần này là xương cùng, phía dưới là xương cụt. Đây là cái xương mu. Thì cái lòng tiểu khung nó sẽ chia thành ba eo. Đây hết cái này nè. Cái mặt phẳng ở phía trên này đó là mặt phẳng của eo trên. Một chút chúng ta sẽ đi từng phần. Ở giữa này đó, lòng tiểu khung đó là chúng ta tưởng tượng nó là eo giữa. Và cái khúc này mà em bé thoát từ ở buồng tử cung đi ra là nó ra đây. Khi mà thai phụ nằm nó sẽ nằm ngửa ra. Cái này mình để ở tư thế đứng. Thì như vậy á, thì cái eo dưới nó sẽ nằm như thế này. Eo giữa ở đây và ở trên đây là eo trên. Cái xương này để cô minh họa lại nè. Thì các em thấy là xương cùng nè. Ở đây nè, gai đút sống thắt lưng năm. À, nó nói xuống đây là xương cùng cụt. Đây là xương mu. Thì cái số chấm này là để người ta đo cái đường kính trước sau của eo trên. Trên lâm sàng người ta sẽ đo cái đường kính này rất là quan trọng. Cô minh họa như thế này. Tức là khi các em thấy đó là đây là đường kính trước sau nè. Đây là đường kính chéo và đây là đường kính ngang. Thì đường kính trước sau của khung chậu đó thì người ta sẽ đo, và đo như thế nào đó thì đây là các cái số đo nè. Và cô minh họa cái eo trên đó thì nó sẽ là như hình dáng nó như thế này nè, khung chậu nhìn nè, cái này là mặt trước nè, cái này mặt sau. Này là hai bên là cái eo trên. Lòng tiểu khung tức là eo giữa. Đây. Và khi xuống dưới eo dưới đó, xuống dưới eo dưới là người ta để áo lệch là ở ngoài đó, thì nó là sẽ có hình trán. Đây eo dưới. Thì nếu mà thai nhi nó đi qua được cái eo trên thì người ta gọi là lọt nha. Qua được eo trên gọi là lọt. Mấy từ này mấy em làm cho quen đi, để sau này mình học cơ chế đẻ để mình nắm. Thì sau đó thai nó lọt qua rồi cái nó đi xuống, xuống lòng tiểu khung. Và khi nó đi ra ngoài đó, xuống eo dưới thì người ta gọi là mặt phẳng sổ. Các em sẽ làm quen khi học cơ chế đẻ là lọt nè, xuống, quay và sổ. Thì trước tiên thì bữa nay hôm nay là cái khung chậu, thành ra cô chỉ nói để mấy em nắm phần này thôi. Nắm được khung chậu như thế nào, lòng tiểu khung có ba eo như thế nào. Bây giờ chúng ta đi lần cái eo trên nè. Eo trên thì cái giới hạn của eo trên gồm có cái gì? Phía trước là bờ trên của xương mu. Đây xương mu ở đây nha, xương mu ở đây. Còn phía sau đó là mỏm nhô chỗ này. Hai bên là hai gờ vô danh, hồi nãy cô có nói rồi. Cái gờ vô danh là nó chia xương chậu thành hai phần, đại khung và tiểu khung đấy. Nắm tới đây rồi ha. Như vậy thì chúng ta biết rằng hồi nãy cái hình cô đưa ra đó, thì cái eo trên này toàn bằng xương thôi. Do đó đường kính này nó cố định. Thì eo trên đó, cái đường kính quan trọng nhất của nó là đường kính trước sau nha. Đường kính trước sau đây nó có các cái đường kính. Đây là chữ A này nè, là đường kính mõm nhô thượng mu ha. Còn chỗ này chữ C nè là đường kính mõm nhô hạ mu, là đường kính lâm sàng. Khi mình khám âm đạo mình cho tay vô mình khám. Và cái đường kính mõm nhô hậu mu là sau khi mình đo cái đường kính mõm nhô
Hạ mu thì mình trừ 1,5 cm là chiều dày, bề dày của sưng mu, thì nó ra cái đường kính này. Bây giờ cách đo như hồi nãy cô nói ba cái đường kính như thế thì mõm nhô nhô thượng mu là mình không có đo được rồi. Như vậy thì đường kính lâm sàng nó là đường kính mõm nhô hạ mu, và đường kính mà sử dụng trong cái cơ chế đẻ là đường kính mõm nhô hậu mu. Bây giờ cách đo thì làm sao? Đây. Chỗ này các em thấy khi mình khám âm đạo đưa vô nè, ha. Cái này là sưng sưng mu, ha. Cái này là cái ống âm đạo. Em bé nằm trong tử cung nè. Thì chúng ta sẽ đưa ngón tay vào để lần ở phía sau để tìm chỗ nhô ra nhất. Đó là mõm nhô. Thì cái mõm nhô này đó, ví dụ như ngón tay mấy em mà dài đó, ngón tay mấy em dài cỡ 12 cm, mình về mình đo thử thân ngón tay mình được 12 cm hay không. Nếu ngón tay mình dài mà mình không sờ được mõm nhô thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là đường kính trước sau nó rộng. Còn nếu mà mấy em sờ được mõm nhô mà ngón tay mấy em dài đó, thì mấy em phải đo mình sờ được mõm nhô, sau đó mình lấy cái móc ở đây, đây chỗ này, lấy cái móc xong mình ra mình đo với cái thước ở ngoài. Thì sau khi mình đo, thí dụ như mình đo cái ngón tay của mấy em mà dài đó, mấy em đo được là 13 cm đi, trừ lại 1,5 cm thì nó sẽ ra là đường kính mõm nhô hậu mu. Đây. Và cái đường kính mõm nhô hậu mu là đường kính để xác định coi khung chậu này có hẹp hay không. Thí dụ như mấy em đo ở những trường hợp cái mõm nhô nó nhô ra quá đó, mà mấy em đo chỉ có 10 cm thôi, từ đây tới đây 10 cm, rồi sau đó trừ 1,5 cm thì còn nhiêu? 10, 8,5. Thì đây là cái khung chậu hẹp tuyệt đối. Mà nếu khung chậu hẹp tuyệt đối thì chắc chắn là đứa bé nó sẽ không ra được đường âm đạo. Đó là cách đo của eo trên. Ở eo trên nó còn mấy cái đường kính nữa, tức là đường kính chéo nè. Đường kính chéo nó sẽ đi từ khớp cùng chậu. Mấy em biết cái khớp cùng chậu ở đây nè, ha. Đi qua cái gờ chậu lược hay là dải chậu lược đối bên. Thì đây gọi là đường kính chéo trái. Đường kính chéo trái. Còn bên đây, nếu mà mình đi từ bên đây qua bên đây là đường kính chéo phải. Đường kính ngang là ở điểm giữa của đường vô danh. Mấy cái này chỉ đo được trên quan kích chậu thôi. Hồi xưa mà nếu mình muốn đánh giá khung chậu thì phải đo quan kích chậu, nhưng mà bây giờ thì cái do ảnh hưởng của cái tia đó thành nó ít ai dùng để đo cái khung chậu trong thai kỳ đó. Thì các em nhìn cái khung chậu này để mà mình làm quen các điểm móc của khung chậu nè, nha, là khớp cùng chậu nè, điểm chính giữa của gờ vô danh nè, dải chậu lược, để sau này mình coi cái kiểu thế. Đó là cái đường kính của eo trên. Bây giờ chúng ta qua cái eo giữa. Thì như từ nãy cô nói đó, mình đã qua được cái phần mặt phẳng của eo trên rồi, thì bây giờ qua cái phần eo giữa là một cái ống, ha. Giới hạn của nó gồm cái gì? Phía trước là bờ dưới khớp mu, ha. Như vậy cái eo giữa nó sẽ giới hạn như thế này, là bờ dưới khớp mu, nha. Hai bên của nó là hai gai hông, nha. Hai bên của nó là hai gai hông. Ở đây mình không có thấy cái hình đó, khi trên lâm sàng thì sẽ được hướng dẫn. Và phía sau là mặt trước của xương cùng hai ba, đây ha, xương cùng hai ba khúc này. Như vậy thì cái eo giữa nó sẽ nằm ở khoảng này. Bây giờ eo giữa mình đánh giá để mình khám đó, thì mình đánh giá cái gì? Hai gai hông. Khi mấy em cho tay vào âm đạo đó thì mấy em sẽ thấy có chỗ mà nó hơi nhọn ra, nhô vào bên trong, mình cho tay mình khám thì mình đánh giá cái đường kính ngang của eo giữa. Thực tế trên lâm sàng nếu mấy em muốn nói là cái gai eo giữa nó không hẹp thì mấy em sao? Là
hai gai hông tù hoặc là hai gai hông không nhọn. Chứ nếu nó nhọn đó là cái đường kính nó sẽ hẹp. Người ta cho ngón tay cái này cũng là do tính cách ước lượng và kinh nghiệm thôi. Thì các em cho sờ một ngón đó ở trong cái tìm cái gai hông, rồi sau đó ngón giữa đó làm trụ rồi lấy ra để mình đo thôi. Thứ nhất đó là đường kính ngang của eo giữa. Muốn đánh giá đường kính trước sau đó thì chúng ta sờ mặt trước xương cùng, tức là mình đi lần ra phía sau mình sờ. Nếu mà xương cùng thường nó cong, nhưng mà nó cong vừa phải thì bình thường. Nhưng mà nếu mà nó phẳng thì cũng không bình thường, mà nó cong như móc câu thì cũng không bình thường. Đó là đánh giá cái đường kính trước sau, đường kính ngang của eo giữa. Chúng ta qua cái phần eo dưới. Thì eo dưới nó sẽ có hình trám như hồi nãy cái hình cô đưa ra đó. Giới hạn của nó là cái gì? Phía trước là bờ dưới của sưng mù. Đây, eo dưới nè, bờ dưới sưng mù. Phía sau là cái đỉnh xương cụt, chỗ này. Hai bên là hai ụ ngồi. Ụ ngồi hồi nãy cái chỗ mà cô cho cái thước Bodalock đó. Thì các em thấy là cái đường kính mà của cái eo dưới đó, quan trọng của nó đó, thì chúng ta thấy đó là cái đường kính trước sau nè. Chúng ta đo cái đường kính trước sau nè, là đường kính mỏng cụt hạ mu. Thì nó có thể là nó bằng 9,5 cm, nhưng mà không quan trọng. Mấy em thấy nó nhỏ nhưng mà không quan trọng. Tại sao? Tại vì cái phần xương cụt này nè, ha, nó là một cái khớp bán động. Bình thường mình đo 9,5 cm đó, nhưng mà khi cái đầu thai nó xuống, nó đẩy cái xương cụt ra phía sau. Đây, cái dấu này là đẩy xương cụt ra phía sau nè. Thì từ 9,5 cm thì nó có thể là 12 cm thì cái đầu thai nó lọt được, đầu thai nó sổ ra được. Ngoài ra cái phần eo dưới nó cũng có một cái phần cơ chứ không phải phần xương không. Nếu nó chật quá thì người ta chủ động cắt tình sinh môn thôi. Bây giờ trong đường kính ngang á, thì người ta sẽ đo cái gì? Người ta đo cái đường kính lưỡng ụ ngồi. Thì hồi nãy cái hình ban đầu mà cô cho cái bức thước Bodalock đó, thì thai phụ nằm chấm chân lên đó, thì chúng ta tìm hai cái ụ ngồi, lấy ngón cái đó, xác định rồi mình đo. Thì khi mình đo cái hai cái ụ ngồi đó xong, mình cộng thêm 1,5 cm thì nó ra được là đường kính ngang của eo dưới. Thì trong eo dưới cái đường kính lưỡng ụ ngồi là quan trọng. Tại vì cái đường kính này đó, mà nếu mà các em thấy những trường hợp cái vòm vệ nó thấp, nó nhọn lên vậy đó, ví dụ vòm vệ nó tù ra vậy đó, thì mấy em thấy là đường kính ngang nó dài, còn cái này đường kính này nó thấp, là có nghĩa là cái vòm vệ nó thấp, thì nó sẽ làm cho cái đường kính này hẹp. Thì trong trường hợp này đó thì thai nó sẽ không sổ được, nhưng mà không sổ được do cái eo dưới thì rất là ít, tại vì nó còn có một phần cơ nữa. Thành ra cái quan trọng khi thai qua cái khung chậu đó là quan trọng là cái eo trên và eo giữa. Eo dưới thì nó có phần cơ thì chúng ta có thể chủ động cắt thành sinh môn được. Vừa qua thì cô đã lược qua cho các em eo trên, eo giữa, eo dưới như thế nào rồi. Thì có một cái xếp loại của khung chậu. Thì chúng ta thấy rằng đó là cái khung chậu đó nó sẽ có rất là nhiều dạng. Ví dụ như khung chậu dạng phụ nè, thì mấy anh thấy nó minh họa như thế này, đường kính ngang và đường kính trước sau ha. Rồi khung chậu dạng nam nè, khung chậu dạng nam thì mấy em thấy hai cái gai hông nó nhọn, tức là đường kính ngang của eo giữa nó hẹp. Hoặc là cái đường kính mà eo trên nó ngang eo trên thì nó sát ở phía xương cùng quá, nó gần mõm vô quá, cái này cũng không sanh được. Hoặc là cái khung chậu dạng hầu, khung chậu dạng hầu á, thì các em thấy đường kính cái nó hai cái gai hông nó nhọn á, là đường kính này cũng hẹp, cũng rất là khó sanh. Còn đường kính cái khung chậu mà bẹt á, khung chậu dẹt á, thì cái đường kính ngang thì rộng nhưng mà trước sau á, thì nó bằng với đường kính ngang. Cái khung chậu này nó cũng không có tối ưu, mà tối ưu nhất là khung chậu dạng phụ. Thì khung chậu này là khung chậu thuận lợi để mà thai nhi có thể đi qua được. Cô minh họa lại bốn cái dạng khung chậu. Thì chúng ta thấy là cái khung chậu dạng nữ thì nó có hình bầu dục ngang, và cái đường kính ngang này nè
nó lớn hơn cái đường kính trước sau một ít thôi, và hai cái dây hông á, hai dây hông hai bên này nè nó không nhọn. Cái hình mấy em thấy vậy chứ hai dây hông này nó chỉ tù thôi, nó không nhọn. Mà nó tù thì sao, cái đường kính ngang của eo giữa nó không có bị hẹp. Còn khung chậu dạng nam đó, khung chậu dạng nam đó thì mấy em thấy đó, thì cái đường kính mà từ trục giữa ra trước đó, thì nó dài hơn phía sau. Và cái khung chậu dạng nam đó, thì mấy em thấy nó giống như cái hình quả tim vậy đó, nhưng mà mõm vô thì nó gồ ra, mõm vô chỗ này gồ ra đó, mõm vô nè nó gồ ra, hai gai hông thì nhọn. Như vậy thì cái đường kính trước sau cũng hẹp, mà đường kính trước sau eo trên hẹp, đường kính ngang của eo giữa cũng hẹp. Một cái dạng khung chậu hồi nãy tổng quan cô có nói đó, khung chậu dạng hầu, thì cái khung chậu này nó giống như cái khung chậu của loài khỉ đó. Thì cái eo trên đó, thì nó có cái hình bầu dục ha, rồi đường kính ngang nó nhỏ nhỏ xíu à, không có ra được ha, hai gai hông nó nhọn. Còn khung chậu dẹt đó, thì nó có đường kính ngang nó là lớn hơn so với đường kính trước sau, xương cùng thì cũng ngắn và ngửa ra sau. Bây giờ chúng ta ra qua cái phần đáy chậu. Các em biết là khi thai nó vượt qua được cái eo trên, eo giữa, eo dưới rồi á, thì tới cái thì sổ á, thì nó sẽ vượt qua cái phần đáy chậu thì nó mới đi ra ngoài được. Thì đáy chậu nó được bao bọc bởi một số cơ, và người ta về mặt giải phẫu thì người ta sẽ chia thành 3 tầng. Ở phía trong cùng là tầng sâu, giữa là tầng giữa, và ở ngoài cùng là tầng năm. Thì cái tầng sâu nó gồm có cái gì? Cơ năng hậu môn, cơ ngoài cụt, thì nó bao bọc bởi hai lá của cân tầng sinh môn sâu. Các em làm quen cái này để khi mình đỡ đẻ mình biết, để tránh tổn thương các cái phần cơ. Còn nếu có rách cái phần này mình phải khâu phục hồi lại. Tầng giữa đó thì nó lại liên quan đến cái cơ ngang sâu, đồng thời nó liên quan đến cái cơ thắt niệu đạo. Thì các em biết thai nó chui qua ở giữa thì cái tạng là liên quan ở phía trước, đó là bàng quang, rồi ở phía ngoài cùng nó là niệu đạo. Còn ở phía sau đó, phía sau liên quan đến cái trực tràng ở phía sau. Thành ra nếu mà cái sanh đẻ mà mình đỡ đẻ không đúng đó, thì nó sẽ ảnh hưởng các tạng đó. Tầng năm thì nó là ngoài cùng đó, thì nó gồm có các cơ như là cơ hành hang, ngồi hang đó, em sẽ coi trên giải phẫu, cơ khích âm môn và cơ thắt hậu môn. Thì các em biết đó là cơ thắt hậu môn đó, thì nó sẽ nằm ở cái đáy chậu sau, rất là quan trọng, tại vì mình sẽ cắt tầng sinh môn ở phía sau đó. Thành ra khi mà sanh cố gắng đó, không có ảnh hưởng đến cái phần cơ thắt hậu môn này nè. Tại vì nếu mà mình ảnh hưởng sau này nó sẽ làm cho cái điều chỉnh mà đi tiêu đó của người ta sẽ khó khăn. Vì nó có nhiệm vụ để khích lại ha, nó điều khiển cái vấn đề đại tiện của người phụ nữ. Bốn cơ còn lại thì nó nằm ở đáy chậu trước. Như vậy thì chúng ta thấy đó là đáy chậu á. Đây là cái phần minh họa người ta cắt ngang ra để cho mấy em nhìn thấy mấy cái cơ á. Thì ở phía trên á, cái phần đáy chậu đó, khi sản phụ nằm các em thấy á, thì ở phía trên đó thì nó thông với ổ bụng, cái phần đáy chậu. Nhưng mà ở dưới đó thì nó có những cái tổ chức cơ mở da phía này nè, bịch lại thì người ta mới gọi là đáy chậu. Như vậy thì đáy chậu đó nó có cái gì ở trong đó ha, gồm có cân cơ nè, dây chằng nè, nó sẽ làm cho bịch cái lỗ dưới của khung chậu. Và đáy chậu nó có hình trán, các em thấy hình trán nè, đây ha, hình trán đây đó, bốn cạnh. Thì hình trán này nó giới hạn làm sao? Phía trước này là sưng mù ha, hai bên là hai ụ ngồi, đây chỗ này ụ ngồi đây, và phía sau đó là sưng cục. Đây là toàn bộ cái phần đáy chậu. Thì các em biết là cái ụ ngồi ở đây, thì chỗ hồi nãy cô nói đo đường kính lưỡng ụ ngồi đó,
Thì cái ụ ngồi này nó sẽ kéo ngang đây, nó sẽ chia đáy chậu làm hai phần. Phần trước nó gọi là đáy chậu niệu sinh dục, đây đáy chậu niệu sinh dục, và phần sau này thì gọi là đáy chậu sau. Ở nam và nữ thì nó sẽ giống nhau ở cái phần đáy chậu sau, còn đáy chậu trước của nam thì nó khác của nữ, thì các em biết rồi ha. Thì mỗi tầng của đáy chậu nó sẽ chia 3 phần như hồi nãy cô nói đó. Thì lưu ý cái chỗ cơ thắt hậu môn nó sẽ nằm ở đáy chậu sau. Như vậy thì chúng ta thấy các cơ, thí dụ như là cái cơ năng hậu môn nè, cơ mấy cái cơ mà còn lại đó ha, thì tất cả nếu đều bám vào cái nút thớ trung tâm của đáy chậu. Đó. Thì các em biết ở đây là cái hậu môn nè, thì cái nút thớ trung tâm là nó sẽ bám vào các cơ, nó đều bám vào đó hết. Thì cái nút thớ trung tâm này đó nó là một số cơ và sợi thôi, nó nằm giữa cái ống hậu môn và cơ của tầng sinh môn trước đây, nó nằm giữa phía trong, thành ra khi mà sanh đẻ đứa bé mà nó chui qua cái phần đáy chậu đó thì mình lưu ý cái vùng mà hậu môn ở đây, nút thớ trung tâm đáy chậu nó nằm chỗ này, thành ra những trường hợp mà đứa bé nó sổ ra nó mà thấy chật quá đó, thì nếu mà trường hợp mà mình can thiệp được đó, thì có thể mình chủ động mình cắt cái phần mềm. Đây là cái âm hộ nè, đây âm hộ nè ha. Thì cái phần này đó thì có khi người ta cắt thì người ta cắt xéo qua vậy để cho đừng có ảnh hưởng cái nút thớ trung tâm đáy chậu, tại có nhiều cơ bám vô. À, khi mà cắt tầng sinh môn thì phải tránh cái chỗ này. Một số trường hợp thai nhỏ người ta muốn cho cái đáy chậu cái tầng sinh môn nó đẹp thì người ta cắt cái đường thẳng xuống đây, nhưng mà phải giữ tầng sinh môn cho kỹ chứ thôi, nó toạc vô cái phần cơ, cái nút thớ trung tâm này thì phục hồi lại rất là khó. Nếu phục hồi không kỹ thì nó sẽ gây ra cái triệu chứng như là xoắn phân đầu nhân nhân. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là cái đáy chậu nó cũng rất là quan trọng khi đứa bé nó chui ra ngã âm đạo. Thì đáy chậu nó sẽ có nhiệm vụ là nâng đỡ các tạng ở trong tiểu khung. Thì các em biết cái vùng đáy chậu đó, phía phía trước nó là bàng quang hồi nãy cô nói rồi, phía sau là trực tràng, còn ở giữa đó là tử cung âm đạo. Thì nhờ cái đáy chậu này mà nó giúp cho cái bộ phận, những cái phần mà trong cái các tạng ở trong này nó được nâng đỡ. Ngoài ra cái sự nâng đỡ này nó cũng nhờ những cái dây chằng khác chứ không phải phần đáy chậu không, nhưng mà đáy chậu là nó có nhiệm vụ hỗ trợ để nâng đỡ. Do đó mà nếu mà cái phần đáy chậu mà làm không đúng đó, thì nó sau này đó, thì nó sẽ rất dễ đưa đến những cái hậu quả, ví dụ như giãn sàn chậu, sa tạng chậu vân vân. Thì trong cái phần đáy chậu các em thấy có rất là nhiều cơ, do đó khi mà chuyển dạ nó diễn ra thì đáy chậu nó giãn ra và mở ra để cho ngôi thai đi qua. Và khi nó qua được cái eo dưới thì nó mới qua đáy chậu, thì từ đó mới sổ được. Lưu ý đó, thì như hồi nãy cô nói đó, trong giai đoạn sổ thai, tức là khi thai cái đầu thai nó đi qua được eo trên, eo giữa, eo dưới, thì qua cái mặt phẳng eo dưới người ta gọi là sổ. Thì nếu mà đáy chậu không có giãn nở tốt á, thì sẽ bị rách, mà bị rách phức tạp thì nó sẽ tổn thương đến nút thớ trung tâm, thành ra cái người đỡ đẻ phải lưu ý ở cái chỗ này. Thí dụ như là cái ở những người mà con so tầng sinh môn rắn chắc á, mà nếu mà cái cơn co nó mạnh nó đẩy cái đầu thai xuống nó sẽ gây rách phức tạp. Thì người ta thấy là để tránh cái tổn thương á, thì người ta chủ động cắt tầng sinh môn như hồi nãy cô nói. Tức là mình cắt nhưng mà phải cắt khéo nha, cắt không đúng nhiều khi cắt gần cái nút thớ trung tâm quá thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái nút thớ trung tâm đáy chậu. Thì trong trường hợp mà ở những trường hợp mà người ta sanh nhiều lần đó thì tầng sinh môn nó sẽ bị nhão,
Hoặc là ở những trường hợp các em biết hồi xưa đó là khi người ta cỡ tuổi tụi em thì có thể sẽ không gặp ở những người mà người ta sanh nhiều lần, 8-9 lần. Bây giờ thì giỏi lắm là khoảng cao nhất là khoảng 3-4 thôi. Chứ nếu mà sanh trong trường hợp mà sinh nhiều lần cái tầng sinh môn nó giãn ra, nó bị nhão. Hoặc là có những trường hợp người ta sanh ở những cơ sở không có điều kiện để mà khâu phục hồi đó, thì sau đó thì nó không, cái bộ phận nâng đỡ nó bị ảnh hưởng một phần phối hợp với những trường hợp khác, ví dụ như dây chằng rồi đó, thì dễ đưa đến cái sa sinh dục, tức là tử cung, sa tử cung đó. Sau này người ta dùng cái từ là sa tạng chậu, nó sẽ có thể sa sa bàng quang, có thể là sa tử cung ha. Thành ra cái này là phải lưu ý. Thì vừa rồi đó cô nói qua cái phần khung xương chậu, thì các em có cần hỏi gì nữa không về cái phần khung xương chậu, chỗ nào không hiểu thì chúng ta trao đổi khoảng 10 phút để chúng ta qua cái bàn mới. Chỗ nào mà cô nói các em không hiểu đó, thì chúng ta sẽ trở lại chức năng sinh lý của đáy chậu nè. Thì cô tóm lại trong cái bài hôm nay đó, thì chúng ta nắm được cái thứ nhất đó là cái phần khung chậu ha. Cái phần khung chậu thì các em biết đó là nó sẽ chia làm hai phần, phía trên là đại khung, phía dưới là tiểu khung. Đại khung đó là khung chậu giả, tiểu khung là khung chậu thật ha. Thì nó sẽ chia ra cái khung chậu, nó sẽ kết hợp được bốn xương ha, hai xương cánh chậu, xương cùng cụt phía sau, và tạo thành một cái khớp, và khớp này là bán động. Các em có hỏi gì không à? Cô ơi, cô nói lại cái phần đo cái đường kính giữa giùm em được không Đường kính ngang eo giữa, rồi rồi em nào hỏi thêm đi, hỏi thêm rồi cô trả lời một lần luôn. Thứ nhất là nói lại cái đo đường kính ngang eo giữa tiếp đi, có em nào thắc mắc nói luôn rồi để cô giảng, tụi em phải hỏi tụi em mới hiểu, tại cái phần khung xương chậu này nó rất là khó. cô? Đường Giảng kính lại phần ba cái eo quên đi cô. hả, sao em, đường kính Dạ ngang eo cô, cái phần tiểu khung có ba eo á cô giảng lại mô tả lại cho em cô. rồi mô tả lại cái, cô chỉ cho trả lời cho các em là khoảng bây giờ là 2 giờ kém 15 ha, 15 phút mô tả lại các eo ha. Các em phải tưởng tượng nha, phải có đầu óc tưởng tượng phong phú một chút, mô tả lại các eo rồi tiếp phần đá chậu, các em có hiểu không? Cô ơi, cho em hỏi là con so là con lớn không cô? À, con so, từ từ mấy em sẽ quen hai từ là con so và con rạ. Rồi. Rồi còn hỏi thắc mắc cái gì cứ hỏi, tụi em hỏi không có sợ bị cười đâu, tại vì mình mới làm quen với sản, mình chưa biết những cái từ gì hết. Thành ra cứ hỏi. Rồi còn gì nữa không? Nếu mà các em không hỏi là cô chấm dứt, là không có hỏi nữa đó. Chỗ nào không hiểu cứ hỏi, là cô tổng hợp lại, cô sẽ giải thích lại. Rồi, tức là cái phần đáy chậu là các em hiểu rồi ha. Bây giờ cô trả lời liền cái chỗ con so con rạ. À, người ta gọi con so, ví dụ vừa mới vô hỏi này con so con rạ. Con so là chưa bao giờ sanh lần nào hết ha, chưa có đứa con nào hết, thì người ta gọi là con so. Tức là khung chậu là đứa bé nó chưa có sanh lần nào hết, thì đây là con so. Con rạ, con rạ có nghĩa là đã sanh từ một lần trở lên, được chưa? Hiểu từ đó rồi ha.
Rồi, bây giờ cô trả lời cái câu về về cái mô tả là các eo, rồi sau đó đó thì cô sẽ nói về cái cách đo đường kính ngang eo giữa. Đại khung thì các em biết rồi, nhưng mà cái quan trọng đó là cái tiểu khung. Thí dụ như các em đứng, các em nhìn cái khung chậu như thế này nè. Đây. À, thì cái khung chậu này bây giờ khung chậu mình nhìn như vậy thì giống như cái thằng đứng nè. À, thành ra bây giờ mấy em lật cái khung chậu, cho cái phía sau xương cùng cục nó ở tư thế nằm. Nó ở tư thế nằm, thấy chưa? Nếu mà nó ở tư thế nằm đó, thì cái xương mu nó sẽ nằm ở phía trên, xương cùng cục nó sẽ nằm ở phía dưới. Thì cái lồng ở phía dưới nó là tiểu khung ha, còn cái phần ở trên đây nó là cái mặt phẳng của eo trên. Rồi cái này là đại khung cô không nói ha. Đây cái phần này đó là mô tả lại các eo nè, thì tiểu khung nó sẽ gồm có ba eo. Bây giờ các em thấy cái hình này là hình đứng nha. Ví dụ như các em lật cho nó qua cái phần là cái xương cùng cục nó nằm. À, thì cái lỗ thoát ra nó sẽ nằm ngang vậy. Tưởng tượng ra được chưa? Hình học không gian. Ha. Thì như vậy thì có ba eo. Cô mô tả lại các eo nè. Cái này là cái eo trên nha. Thì cái giới hạn của eo trên đó thì các em thấy đó là khớp mu nè, xương mu nè. Chỗ này cái mặt phẳng, các em phải tưởng tượng ra cái mặt phẳng nha. Cái này nó không phải là tưởng tượng, phải tưởng tượng cho dữ đó. Nè, đốt sống thắt lưng năm thì cái phần eo trên nó sẽ là cái phần này, mặt phẳng eo trên chấm 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 nè, đó đây nè, nguyên cái phần mặt phẳng eo trên nè, đó chỗ này là eo trên. Tiểu khung cái phần eo giữa là phần này đó, và cái phần ở dưới này đó là phần eo dưới. Các em tưởng tượng ra được chưa? Đây là khung xương chậu nè ha, chỗ này là L5 nè, chỗ này là xương mu nè ha, thành ra nguyên cái phần này xuống đây nó là cái lòng tiểu khung. Lòng tiểu khung là nguyên cái lòng làm một cái ống hình trụ như thế này, nhưng mà nếu mà em bật cho sản phụ nằm đó, thì cái lỗ thoát nó sẽ nằm ngang như thế này nè. Đó thì nó có ba eo như thế đó, do đó mà cô mới cho mấy các em cái hình để các em tưởng tượng ra đó. Thì thai nó sẽ đi qua được eo trên là ở đây nha, chỗ này giới hạn mẩm vô nè, phía trước là xương mu nè, thì đây là cái phần eo trên. Cái này là nó thẳng như vậy nhưng mà mấy em phải tưởng tượng nha, rồi đi qua lòng tiểu khung đó là eo giữa. Đây eo giữa là lòng tiểu khung nè, và eo dưới thì nó có hình trái, thấy chưa? Thì thai nó sẽ qua được cái eo trên thì người ta gọi là lọt. Nữa các em học cơ chế đẻ thì các em sẽ làm quen với từ này. Rồi nó đi qua ngang eo giữa thì ba cái eo này nó liên tục chứ không phải nó tách rời nha. Cô chấm cho nó chấm vậy để mấy em thấy tưởng tượng cái hình nó liên liên lạc với nhau đó, để cho nó ra đó. Ví dụ các em thấy một cái ống của xương chậu lòng tiểu khung nó có hình khúc cong của một ống tròn. Nếu mà em thảy viên bi vô trong á để coi nó chạy làm sao đó, thì trước khi mà cái viên bi vừa phải đó, mấy em thảy vô nó đâu có ra liền. Ví dụ cái ống thẳng thì mấy em thảy vô nó ra, nhưng mà mấy em thảy cái viên bi mà nó vừa sát với cái chậu á thì nó sẽ chạm vô cái thành rồi nó xoay một vòng nó mới đi ra ngoài. Thì nửa đẻ cũng vậy đó. Thành ra mấy bài này tụi em nhớ nhớ đi dự cho đủ tụi em mới hiểu được, chứ không thôi coi sách là không có hiểu đâu. Đó thì các eo nó là như thế đó, mô tả lại các eo đó. Thì bây giờ cái eo trên nè là mặt phẳng, người ta gọi là mặt phẳng chứ không phải một cái hình không đâu. Thì mấy em thấy cái eo trên đó thì người ta sẽ có ở đây là gì, ví dụ như cái xương mu nè, xương mu mấy em cho bật cho nó nằm nằm ngửa ra đi, thì cái này là phía sau nè nha, chứ không phải phía trên nha. Cái mẫn vô nó nằm phía sau, xương mu phía trước đó. Thì mấy em thấy đó là cái g vô danh nè, là cái g mà nó chia đại khung và tiểu khung, thì cái eo trên đó, nó sẽ nằm ở
ở mặt phẳng trên cùng. Rồi, đó là eo trên. Đây, cái phần eo trên mấy em thấy nè. Ví dụ như cái mặt phẳng eo trên nó như thế này. Khi mấy em khám á, thì mình khám cái âm đạo đó thì mình sẽ đưa vào trong đây mình khám nè. Thì chủ yếu ba mấy cái đường chấm này nè. Ví dụ như mõm vô thượng mu đã ở trên nè, xương mu ở đây, đây là thượng nè. Rồi mõm vô hạ mu là nó nằm dưới này. Đường kính này mình đo được trên lâm sàng nè. Mõm vô hạ mu. Rồi đường kính này đó là mình trừ 1,5 ha. Thì nó mới ra được đường kính mõm vô hậu mu. Đó là cái cách đo eo trên đó. Tưởng tượng ra được chưa? Đó. Đây, cách đo nè. Ví dụ như cái âm đạo như thế này thì mấy em cho tay vô rồi mình đo. Bình thường là mõm vô không sờ chạm nha. Hoặc là ngón tay mấy em ngắn quá mấy em sờ không được. Thì mấy người cái ngón tay dài là khoảng 12 cm đó mà sờ được á, thì khung chậu cũng tương đối, mà nếu mà cái ngón tay người đó ngắn khoảng 10 cm thôi đó mà mấy em sờ được mõm vô là khung chậu nó hẹp đó. Đó thì lưu ý cái cách đo là đường kính trước sau của eo trên là đo như thế này, lấy cái móc rồi trừ là 1,5 là cái chiều dày của xương mu thì nó ra được đường kính mõm vô hậu mu. Còn các đường kính chéo này á, thì thường á, người ta chỉ đo trên quang kích chậu thôi. Chứ mấy cái đường kính chéo này là tưởng tượng thôi chứ mấy em không có đo được đâu. Trên lâm sàng chỉ đo được cái đường kính trước sau thôi. Rồi tới cái eo giữa. Thì bây giờ cái eo giữa thì mấy em thấy là nó là lòng tiểu khung á. Ví dụ nguyên cái ống khúc cong của ống tròn nè. Thì eo trên hồi nãy cô nói rồi thì eo giữa nó là ở đây. Thì hai bên của nó là hai dây không? Thì eo giữa quan trọng nhất là đường kính ngang eo giữa chứ không phải đường kính trước sau. Thành ra đó đường kính ngang eo giữa đó thì mấy em sờ hai gai hông hai bên bình thường đó, hai gai hông nó không có nhọn. Một số người cái cấu trúc khung chậu, thí dụ khung chậu dạng nam hồi nãy cô nói đó, thì cái gai hông nó nhọn, mà nếu hai gai hông nó nhọn đó, thì nó sẽ đường kính ngang nó sẽ hẹp, là mình tính tương đối thôi. Còn cách đo nó là bao nhiêu rất là khó em. Ví dụ em hỏi đo cách đường kính ngang eo giữa thì người ta có người không thể đo được, có người thì người ta cho ngón tay vô làm trục, ví dụ ngón giữa làm trục ở giữa rồi ngón một ngón kia thì mấy em lấy cái móc ha, lấy cái móc là sờ được cái dây hông, ngón giữa làm trục rồi mấy em lấy ra mình ước lượng cái độ hở của ngón giữa và ngón trỏ rồi mình đo thôi, đo nửa bên nhân hai thì nó ra. Nhưng mà nói chung eo giữa nó khi nó đo là đo như thế, nhưng mà mấy em phải tính ra là bây giờ mình phải suy nghĩ ra, thí dụ như eo giữa là đường kính lưỡng gai hông, mà bây giờ là gai hông mà nó vô ra nhiều quá thì cái đường kính ngang nó hẹp vậy thôi. Đó là cách đo là như thế. Có thể sờ cái mặt mặt trước của xương cùng để đánh giá, nhưng mà quan trọng của đường kính eo giữa đó là đường kính ngang. Còn eo dưới đó, thì các em thấy đó, giờ cô nói rồi đường kính trước sau không quan trọng đấy, bình thường đo 9,5 thôi, nhưng mà cái đầu thai xuống đó, nó đẩy cái xương cụt ra phía sau, bởi vì cái khớp này khớp bán động mà nó đẩy ra thì từ 9,5 nó có thể thành 12 cm, mà cái đầu thai mà 12 cm là dư sức nó vượt qua. Nhưng mà cái đường kính eo dưới quan trọng là người ta đo cái ụ ngồi, lưỡng ụ ngồi. Mà cái eo dưới thì thường không quan trọng, thí dụ như thai mà nó qua được eo trên eo giữa đó, thì eo dưới mà có hẹp thì mình nó được bọc bởi một phần cơ, thành ra mấy em chủ động cắt thành sinh môn thôi. Rồi được chưa? Nếu không có gì thì chúng ta sẽ qua cái bài thứ hai.